Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong những khoảng thời gian của những ngày cận kề chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong những tất bật hối hả, những ngày cuối năm, những yêu thương vẫn được trao đi đầy đặn nghĩa tình. Ở bất cứ thời điểm nào, cuộc sống cũng thật ý nghĩa và đẹp đẽ biết bao khi chúng ta có nhiều hơn những tấm lòng nhân ái để có thể lan tỏa yêu thương, cùng san sẻ những bất hạnh khổ đau, giúp họ vượt qua nghịch cảnh trong lúc chới với, bế tắc nhất. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng bế tắc ấy, nỗi niềm lớn nhất của anh Võ Quang Thoa trong những cơn đau triền miên không dứt và những mệt mỏi về thể xác là những nỗi lo toan, day dứt của một người cha, người chồng, bất lực, nhìn vợ con trong cảnh khổ. Câu chuyện của người cha nghèo Võ Quang Thoa ở phường 10, thành phố Đà Lạt với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối vẫn gắng gượng đi làm hàng đêm để san bớt gánh nặng trên vai người vợ và hai đứa con thơ suốt những năm tháng chống chọi với tật bệnh đã nhận được những ấm áp ngày cận kề Tết. Bao nhiêu những tâm tư dồn lại trong nỗi lo lắng của một người cha bệnh chưa có nổi một mái nhà cho vợ, cho con khi cả gia đình bất hạnh ấy đang ở nhờ một ngôi nhà tạm. Những sẻ chia anh nhận vẫn là vừa niềm động viên, vừa là nỗi tủi hờn với số phận trớ trêu. Nhưng trên tất cả, anh cảm ơn những mến thương đã đến trong đời, trong lúc anh cần hơn bao giờ hết những đỡ đần. Người cha nghèo trong mái nhà ở nhờ tạm và căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, bữa cơm chiều đang được tất tả chuẩn bị trong sự đơn sơ, để mỗi tối anh Võ Quang Thoa lại tiếp tục ca trực của mình trong những gắng gượng trước sự tạo điều kiện của công ty để anh còn san bớt gánh nặng của người vợ sớm hôm tảo tần gánh nặng cùng anh. Tết đang về, anh Thoa mong các con anh cũng có một cái Tết bên cha mẹ dù thiếu thốn, dù đơn sơ. Và ngay trong những ngày giáp Tết, những trái tim thiện nguyện đã cùng nhau gửi đến vòng tay nhân ái những tấm lòng, tình cảm để nhen lên những ấm áp nơi trái tim người cha và những đứa trẻ cho một cái Tết lắng đọng những ân tình. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày qua, mỗi chúng ta đang có rất nhiều cách để biểu lộ sự chia sẻ, yêu thương, đùm bọc đến với mọi người. Năm cũ đã dần khép lại, một năm mới sắp bắt đầu. Chúng ta hãy cùng dành thời gian để nhìn lại hành trình mà những tấm lòng đã cùng vòng tay nhân ái đi qua suốt 12 tháng của năm 2020, khi yêu thương được sẻ chia trọn vẹn trong những khó khăn, khi tình người tỏa sáng và thắp lên lửa ấm. Khi tai họa ập đến, biết bao gia đình chới với bế tắc trong hoạn nạn. Đó là những người già, những em nhỏ, những người bệnh không đủ sức chống đỡ trong bệnh tật, thiếu thốn và bất lực. Là những chuỗi ngày khốn khổ trong đau đớn và buồn tủi. Trong sự gắng gượng và nỗ lực cuối cùng có thể, những phần đời éo le ấy đã gặp được những nhân ái ở đời, những bàn tay ấm thắp lên những yêu thương. Cô thấy nó là xã hội này rất tốt. Tại vì những hoàn cảnh như cô hoặc là người khác thì tất cả là vòng tay nhân ái đều giang tay để giúp đỡ cho những hoàn cảnh như cô rất là cảm ơn. Được phối hợp với chương trình vòng tay nhân ái đã gần 2 năm nay rồi, thì Hội Chữ Thập Đỏ huyện rất là cảm ơn chương trình đã quan tâm nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ một phần chữa trị cũng như là giúp đỡ được cho gia đình qua cơn hoạn nạn. Đối với người nghèo đây là một hết sức có ý nghĩa. Đối với người nghèo thì đây là một giống như một cái phao ấy, cái phao cứu trợ kịp thời cho họ, giúp họ qua được cơn hoạn nạn khó khăn này. Những tiếng nói được cất lên từ trái tim, từ những động lực vô giá mà họ đã được nhận lúc cần hơn bao giờ hết những sẻ chia. Những giọt nước mắt vỡ òa, những niềm xúc động sưng sưng mà chỉ có những người trong cảnh ngộ bế tắc nhất mới có thể hiểu. Khi họ cần lắm, chỉ một chút thôi, một cái nắm tay, một điểm tựa, một tấm lòng. Với họ, những số phận bất hạnh, những sẻ chia ấy quý giá biết nhường nào.
em mừng lắm chứ. Có người giúp đỡ cho con cái em rất mừng, em rất cảm ơn. Dạ, em có số tiền em lo gạo, thuốc men cho hai đứa. Dạ, cũng đỡ được phạt bào cho em. Nên bác giữ lớn với em, tại vì giờ nếu như không có các bác thì em cũng không có tiền chữa cho cháu, và em cũng rất cảm ơn tấm lòng của các bác đã vận dụng chi tiêu và cho mẹ con em tiền để chữa cho khám bệnh. Ngoài giá trị vật chất thì cũng tinh thần đã giúp em trong lúc khó khăn. Với lại em có tinh thần phấn đấu. 75 hoàn cảnh, 75 số phận trong cơn bi kịch của cuộc đời đã nhận được đỡ đần đến kịp ngay trong năm 2020. Khi họ cần hơn bao giờ hết một tấm lòng để thêm nghị lực, đối diện với tai ương và vượt qua nghịch cảnh. Thật khó để gói trọn những gì mà những trái tim nhân ái đã làm, đã trao đi. Đáng quý biết bao ý nghĩa của những nghĩa cử cao đẹp. Con hứa là con sẽ cố gắng học tốt hơn, nỗ lực hết sức của con để con có thể không làm những người giúp con, đỡ con phải thất vọng. Rất là vui mừng đón nhận cái nguồn tài trợ của vòng tay nhân ái, cũng như là cuối năm đã hỗ trợ tiền Tết cho Cà Sờm thì hội cũng rất là cảm ơn. Cái số tiền gửi về thì hàng tháng thì hội chụp đỏ xã sẽ rút ra cứ mỗi tháng là 500 để kêu cô chữ thập đỏ thôn, một là chị trưởng hoặc là chị phó là ra ký nhận một cái sổ mà nhận 500 đó để về coi như là theo dõi và giám sát Cà Sờm là mua những cái gì những gì, và ghi vào sổ để theo dõi là có đúng với mục đích không. Bình yên đã trở về sau những bão giông, nụ cười nở trên môi những đứa trẻ mồ côi, tật nguyền, những con người bất hạnh, những bệnh nhân sức cùng lực kiệt vượt qua được cơn thập tử nhất sinh, những ấm áp được nhen lên giữa giá lạnh với biết bao người già neo đơn. Hành trình mà những trái tim ấm đã cùng vòng tay nhân ái cần mẫn đi suốt trong năm vừa qua đã lặng lẽ gieo những hạt mầm của yêu thương và hạnh phúc giản dị. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày giáp Tết, chương trình Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục nhận được nhiều gửi gắm và tình cảm của quý khán giả. Vòng tay nhân ái xin thông tin về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình. Bà ngoại Phương Chính Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Dì Tôn Nữ Thị Trần 43 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Thượng tòa Thích Viên Thanh, Thiền viện Vạn Hạnh Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Cô Bùi Thị Kim Nga, 8 Bis Nguyễn Viết Xuân, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Trần Xuân Phương, Nguyễn Trung Trực, C5, phường 4 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Một bạn xem đài, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, Long An ủng hộ 300.000 đồng. Anh Toàn, 20A, Phù Đống Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Anh Nhật Xù, 128 Lý Nam Đế, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Cô Sáu Thảo, Phù Đống Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. In Photo Dũng, 122 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Anh Trường Ga Hoàng Thương, 122 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Cô Lê Thị Đào, 256 Đa Thiện, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Hội cựu sinh viên xây dựng Bách Khoa Đà Lạt Lâm Đồng, ủng hộ 1 triệu đồng. Em Trương Quang Hùng, cựu học sinh chuyên Thăng Long Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Lưu Thúy Anh, thôn 1, xã Đà Đờn, Lâm Hà, Lâm Đồng ủng hộ 200.000 đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử chùa Từ Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Em Nguyễn Lê Đỗ Quyên, 28/5D, Lê Văn Tám, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn những tấm lòng của quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chuyên mục Vòng tay nhân ái trong suốt hành trình hơn 10 năm qua, và đặc biệt là năm 2020. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.